Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Judea để khai vào sổ tên mình và tên Mary, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vậy nên, Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ, đã sanh đẻ, và cả sót lại của anh em, Ngài sẽ trở về với con cái Israel.